Ok, lo anh em. Ai thì kiếm game mới chơi, vẫn chưa biết chơi game gì. Nên cũng mò mò lên coi. Lục coi Steam nó có game gì mới không? À đây, anh em nào chưa nhận con Payday 2 thì vô nhận nha. Đó. Đang miễn phí trên Epic, một con game mà co-op với bạn bè rất là thú vị luôn. Chủ yếu anh em đi cướp ngân hàng với phá làng phá xóm đâu. Nói chung chơi rất là chill. Đây, chắc tôi chơi con game này. Thì con game này là Lục Lục Thư Viện mới thấy nãy thôi. Con này có tên là một con game giải đố này nè. Địch vũ A nè, câu đố ngụy trang là sao ta. Game này thấy hơi đội phone lít nè. Ủa thằng nhỏ này đâu phản diện nè. Nếu bạn chọn chấp nhận, còn mình không chấp nhận là mình quit game hay gì. Thì cũng nghiên cứu mấy game giải đố lấy ý tưởng chính cho tháng 9 tôi làm một con game nữa, thì không có tiền bạc gì đâu anh em ơi, làm thì tốn 100 đô làm cái item này nè, với mà tốn khoảng 50 đô mua mấy cái asset trên Steam này. Game này nó còn có 19 ngàn à, phải đái thiệt. Thì tôi cũng mua rồi mà hồi đó hình như tôi không mua giá này hay gì á. Game gì 19 ngàn đạt được 3 ngàn lượt đánh giá. Thì coi thử trả lời ha, thì vô game. Lúc trước thì đã giới thiệu với anh em lần đó, tôi cũng mua tranh thủ mua. Để tôi thử mở game trước đi. Này. Good evening, Agent A. Meet Ruby LaRouge, an enemy spy who is targeting our secret agents. Thì dạng phone lít nên chắc chuẩn quảng cáo sơ sơ vậy thôi. Chọn chọn cái gì vậy? Rồi vô game thử đây. Sau FPS coi coi thử này. Chạy hơi cao nè. Đủ con giải gì bèo bọt dưới này nè. Đây. Tôi phải tắt cái team overlay đi để nó mới hiện được bên đây. Chỗ này team overlay nó bị cái gì suốt à, chỉ có tiếng Việt không có tiếng Việt. Âm thanh này thì tôi thấy cũng vừa đủ rồi. Rồi tôi giới hạn FPS xuống cái ok xuống 60 rồi ổn định này, tắt đi chapter 1. Ủa mình chọn ngang chapter được luôn hả? Từ vừa qua chapter 1 là câu đố ngụy trang. Good evening, Agent A. Your new mission is in from headquarters. Meet Ruby LaRouge, an enemy spy who we believe is targeting our... Này em đợi tí, tôi chỉnh cái thằng này lại. Để nó bắt chữ rồi chuẩn chỉ tí. Ngoài ra thì chạy cái auto hotkey nữa. We need you to follow Ruby, then locate and infiltrate her secret lair. Once inside, it is imperative that you uncover her plans. Oh, and agent, do be careful. Miss LaRouge has a taste for dismissing agents such as yourself. Thì vô mình gặp em điệp viên đó bắt đầu điều tra nó thôi. Em này có sở thích là với những cái đặc vụ mà bị đuổi việc như mình. Skip qua hay là bắt mình phải coi cái này để giới thiệu, hay là đang cái đoạn trailer giới thiệu thôi. Thì cái này nó lặp lại những câu nói nãy đó nên chắc phải skip qua quá. Rồi đây là mình trên sao có một con chim như một con quả, thì đây là cần cái chìa khóa đó, một cái ổ khóa bằng vàng, mình phải cần cái chìa khóa
nhấp chuột phải để quay ra. Chìa khóa luôn luôn giấu dưới cái chỗ cây. Lực bất thành văn này. What? Bây giờ mình mới tìm cái mã. Mã cửa. Cửa này sẽ có một cái chấm đỏ là sao ta? Đặt cái chỗ cây lại không được nữa. Đây cái hộp điện gì đây? Ở đây thì cần cái chìa khóa đỏ. Cái này là đường ống nước dẫn vô cái nhà chính. Rồi. Đây có cái chìa khóa dùng đây đây. Có cái gì ở trong đó nhưng mà mình phải mở nó mới ra được. Vậy chỗ này chắc chưa tương tác được đâu. Cái này nó không cho mình biết cái phạm vi tương tác là bao nhiêu thôi. Này về lại cửa này. Mình chỉ có hai chỗ này thôi. Này có sao vậy, cái này là phép tử hả? Một hai nè, thì còn lại là 10 trường hợp, 6 trường hợp đúng luôn kìa. Mười phần trăm xong rồi là 16% lần nữa, vậy mà vẫn đúng. Có cái hình thụ gì đây? Cái bức tranh bình thường, cái chùm đèn, cái chậu cây. Có cái chìa khóa trong bể cá. Cái này bấm vô hồi nãy là xong cái nhiệm vụ thôi, không có gì cả. Chúng ta ra ngoài. Cái gì đó. Rồi em nhốt mình trong đây rồi. Kế hoạch thất bại hả? Cô ấy đang lừa dối, cô ấy nó nhốt mình trong đây. Có cái gì trong cái bếp củi nè. Xong luôn cái nhiệm vụ. Cần phải có cái gì đó để gấp nó ra. Để lâu cho nó cháy luôn được không? Sao... Nó như cái hệ thống cửa ngoài vậy. Cái lỗ tam giác. Cửa đã bị phá. Có cái chấm đỏ, cần một cái tu vít. Lên tầng trên thôi. Đàn piano. Dù mua lửa gì thôi. Nhưng coi bức tranh. À. Một ba. Hai thì đi lẻ. Một ba đi chung. Ba hai giờ đi chung nữa.
1-3 thì để 1-3 trước. Đó, kéo cái 1-3 này qua cho nó ngay. Đi cái 2 sau. What the... Nó có một mảnh bị thiếu thôi. Sao tôi nhìn mấy cái cục chéo hàng này nó có màu khác không? Mình vẫn chưa... Đây đây, cái miếng bị thiếu nó nằm trong đó rồi. Gì nữa đây? Nhà em này đủ thứ trên vậy? Lại thiếu một cái ô vuông ở đây. Một cái cục 500. Mắt ghét là 500 á. 500 để mình làm cái gì ta? Kiểu như trái bơm nhé, ghê vậy. Chìa phá nó làm bằng gì mà 500 nó hút được? Một con nhím biển bên đó. Hiện đại quá không? Tôi tính đâu ra tới cái bể nước ngoài nha. Cắt dây được không? Nhà giàu đến nỗi mà nuôi cá mập như phòng khách luôn. Cây vàng ở dưới luôn. Ủa? Tôi mới bấm ra đâu vậy? Nãy tôi bấm ra đâu vậy ta? À, lên tầng trên. Vào. Game này thì làm cũng dễ, nếu là tôi có thể tự tin làm được. Gì đây, cái mảnh tam giác là có khi nào cái ổ khóa dưới bàn nãy mình mở không ta? Bạn dễ, mình sẽ đi ra đuôi tàu, mục tiêu nằm phía dưới hả? 113. Không có số 0 luôn. Cái điện thoại gì kìa vậy? 911. Cứu em anh ơi. Thám tử nó nhốt em, mật thám nó nhốt em. Adios. Nên nhớ đặc vụ không phải là cái thứ gì đó sáng chói hả? Chỉ nộp lời phàn nàn thôi. Kết thúc nó nhanh đi. Đặc vụ không phải thứ gì đó trong sáng cho lắm đâu. Một cái máy phá nhạc. Máy này không phải phá, máy phá nhạc mà cái máy bắt sóng radio đó. Có thứ gì đó bị mất. Lúc nguồn à? Sao cái nhà này đồ gì mà cũng thiếu cái danh vậy? Không có đồ gì nguyên vẹn hết vậy đó. Thì không chính xác cho lắm. Giờ làm sao để mình xác định thời gian trong cái nhà này? Đi gặp gái mà không mang điện thoại sao? Mèo. Phải tìm cách đuổi mèo đi mới lấy được cái đó. Thanh niên bị nhốt vô trong nhà rồi đi sợ. Cái gì? Mình phải đủ bao nhiêu cái cục vàng đó hả? Lên giường ngủ giấc. Nhà 4 tầng lầu rồi đó. Cái này là mấy cái chậu cây dưới có vị trí chính xác. Nói may mà tôi còn nhớ đó. Đương nhiên là cái kính viễn vọng để đến đây rồi. Hàng tam giác vàng.
Cái này có gì đây? Cái vết gì đây? Một cái ô vuông. Ba cái chậu cây bên kia thì không tương tác được. Chưa gầm giường được không? Đỏ, trắng, cam, xanh dương, vàng. Không biết có ý nghĩa gì không? Tại này con mèo. Khá chắc là nó không hoạt động với con mèo. Gì đâu bao nhiêu miếng nữa trời. Ủa cửa đây mở luôn hả? Tập trung vào, dọn qua lúc tắm rửa vậy hả? Không cái thứ gì có thể sử dụng được ở đây. Hoài. Đúng là đặc trưng của thiệt. Một căn phòng ẩn bí mật. Em mới đặt camera trong phòng tắm luôn à. I see you found my safe room, rồi. Agent. Though you're still no closer to finding me. Nói thì biết mình đã tìm thấy phòng tắm nhưng mà vẫn chưa đến gần nó được đâu. Vậy thôi đó hả? À? Được cái kính viễn vọng. Kính viễn vọng là đặt ở trên đó. Mấy cái gạch gạch trên tường có ý nghĩa gì không ta? Ở đây. Còn phòng này nữa không? Đối ga nó bị khóa. Khóa thì xong đi. À phải nhấn cái nút này lần nữa, lựu đạn cho em. Đây có cái đồng hồ là 3 giờ gì nè. Thiếu cái bộ len đó. Cái nhà gì mà cái đồ gì cũng thiếu đó nha. Cái len là chỗ mèo á. Ý cái cu kêu. Chứ phải à. Ừ cái đó dưới dục này vô được không? Không luôn. Cái 3 giờ nãy tôi dòm thấy đâu ta? Ủa? Không, cái này tôi nghĩ cái thước nó hơi bự. Cái viên ngọc. Cái này giống cái tu vít quá vậy. Cái tu vít trong cái lo nè. Thằng nào mà đặt cái tu vít giờ cho một cái máy phá nhạc thì nó bị hỏng rồi. Giờ xong lấy ra bỏ tay vào kéo ra thôi chứ làm gì.
Cái viên kim cương. Mèo lấy kim cương mèo. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tám. Hiện tại không còn gì để tương tác nữa. Kiểu được cái gói qua thôi, cái miếng này không được luôn. Cái tủ vít thì trong cái lo lại thiếu thứ gì đó. Bên này thì hết rồi. Cái bên này cũng vẫn thiếu thứ gì đó. Viên kim cương để đâu ta? Này sao không dành có gì không? Không luôn. Mình đã hết đường đi rồi. Trời ơi. Giấu như vậy đố ai biết được. Cái cò quay. Quay đến đây hả? Có cái gì đó ở đây nhưng mà làm sao để mở? Làm sao? Tôi chả hiểu, tôi giải câu đó làm sao luôn. Cái này là 5 cái gói vậy anh à. Cái này là 5 cái gói trên lầu. Đỏ, trắng, cam, xanh dương, vàng. Đỏ trắng à, anh đây này là lỗi đồ họa hay là nó có gì nữa không? Tôi chả hiểu, nãy chả hiểu nó giải sao luôn. Cái tôi bích rồi, để tôi suy nghĩ. Tôi bích này làm cái gì? Chắc là lên xây cái máy phá nhà. Không, cái này đỡ chiên là nó không vừa rồi. Nào, có khi đút vô cái lỗ này quay á. Đúng rồi. Dặn qua mức âm lượng lớn để nó dâng cái tu vít ra. Nó hóa gà, nó giấu cái nút ở đây. What?
Kim kim cương ra hả? Tắt hệ thống báo động. Dùng viên kim cương nó làm hệ thống báo động. Ruby có thể ở đâu đó ở đây à. Nhớ cẩn thận. Ủa? Tôi chưa lấy được cái len với mà đuổi con mèo đi với chưa đuổi cái tam giác nữa mà. Be careful, agent. You wouldn't want to fall in. Cẩn thận đó. Bạn không muốn rớt xuống đây đâu. Đứng nó lên tạt nước mèo nha. Tự nhiên là nhìn thấy cái vết âu vuông đó rồi nhưng mà vẫn chưa biết là cái gì. Ôi trời, vụ đảng đó, giật mình. Rồi được cái vai veo. Rồi chúng ta sẽ gặp được Gaben. Cái gì đó? Kỳ cạc. Xuống không? Kỳ kẹt một cái quay này. Để vô nhà được nữa. Thì tôi nghĩ là nói với tất cả những cái điểm lại với nhau có hai đường, hai bên hông với đường giữa nè. Cái này thì chắc chắn phải như vậy rồi nó mới có ý nghĩa, nên cái này tôi nghĩ là nó xoay qua đây. Hay là phải có cái hình gì đó để mình so sánh. Thực ra nó nói lại thứ tất cả mà vẫn sai rồi. À không có được cái mứa nào thẻ ra đùa nhau à. Rồi chơi phá luôn. Nhìn ra được phía sau không? Bốn số, mật khẩu là bốn số. Cái phòng này tôi nghĩ là không còn gì nữa đâu.
ký hiệu này có ý nghĩa gì không? Nhạc mở lên nghe ơi. Hai sáu năm đến sáu miếng rồi, đuổi mèo đi mới lấy được cái len. Cho mày cái thẻ đi chơi nào. Cái này nó cho bấm vô làm nãy mới nhớ chứ không hồi được cũng toàn rồi. Vậy là cái tay quay này, cái tay quay này mình đem đi quay tay hả? Phải xả nước xuống nè, do cái hơi nước nó bốc lên mới nhìn thấy được cái chữ trên kiến như vậy. Cái thẻ này mình có thể nhét vô chỗ nào được không? Cái này là ba cái vòi nước nè. Hay là kỳ cạc để mở cái cửa này. Còn cái chậu cây. Cái cây cạc chứ cái chữ là letterbox rồi là hộp thư. Ủa mình ra được nè. Vãi đấy. Rồi ok, mình sẽ đi tìm mấy ký tự này. Chỉ có một cái đầu tiên là cái này thôi. Cái tam giác, cái dấu gạch ngang và những cái hình tròn. Ok. Tam giác, gạch ngang và hình tròn. Cái này có một gạch ngang nào mà không biết có ý nghĩa gì không? Cái này nó cho mình bấm vô đây. Hiện tại trên tay mình là không còn món gì nữa. Thiếu một con mắt. Bây giờ là mình sẽ ra ngoài hành lang, mình đi qua cái chỗ nước thôi. Tại vì mình cắt nước vô ngôi nhà rồi. Nhưng mà tranh thủ đi kiếm mấy cái ký hiệu đó. Đây, ba chỗ gạch ngang nè. Nhớ không? Cái này nãy rồi. Ba dấu gạch ngang rồi. Cái này chưa mở, cái này vẫn chưa. Cái này vẫn chưa luôn. Đi vào bản thôi.
Camera giám sát hả? Cái camera giám sát rồi mình sẽ lên lại phòng tắm. Mới được cái ba chỗ gạch này thôi. Hai năm hai. Mỗi gút nước ở bể bơi đây nó còn không ta? Vẫn còn. Đúng là đặc vụ thiệt. Thì nó có hai số 2, chỉ còn 3 trường hợp, số 5 nó đầu giữa cuối thôi. Cái này không biết làm cái gì. Quá đờ. Một cái cầu chì nó vô đây thì nó mới kích hoạt được. Cái này thì chỉ kéo lên xuống qua lại để nối cái bên trái vô bên phải thôi, đơn giản. Cái này là gì? COGK. Cái nút chai à, hai cái nút chai luôn. Cái lọ thứ chai. Nhìn mình như mẹ luôn cái con đó hả? Tôi chả hiểu sao cái bình đó đổ vô đây dạng như bình nhớt hay gì á. Bịch thay cái này lại, hút cái này ra. Ủa không phải hả? Vậy ra ngoài xả nước cho nước nó dồn vào đây hay gì? Cái này một hồi nữa tôi nghĩ là nó để thể hiện cái vị trí của cái nút bấm. Mình sẽ dựa vào cái móc. Hút nó lên. Mèo này nó ngồi đây mấy tiếng ngồi.
Để tìm đâu ra cái câu chị vậy? Mở nước có dãy ra rồi, không lẽ giờ mình lại đi tắt nước nữa. Giờ ra tắt nước rồi coi cái xương cá nãy nó trồi ra không. Rồi, cái này thì dắt thử thôi. Rồi, ok. Cái chìa khóa nhỏ. Chìa này chắc hợp dụng cụ. Hai cái chấm tròn này nó đến ngay đây nè. Tôi mới nhìn kỹ lại mới thấy. Còn hai tam giác thì không biết ở đâu. Hoặc là nó chỉ cho đúng ba cái thì cái còn lại mình tự mò thôi. Đó, cái này cho con mèo. Xong rồi lấy được cái kính viễn vọng. Đóng đồ luôn, chìa khóa tủ điện ở ngoài nè, có bóng đèn cây búa chưa có mà cái cục 500 đó ta, ủa cái cầu chì đó búa mèo đâu vậy. Ba tám tám một nó đập trong đầu. Mật khẩu 4 số, 4 số hình như là ở ngay cái tủ. Số này số 3 nè. Số này số 1 nè. Năm 1 1 7. Ok, đã hiểu. Quay 3, quay cái này là quay 4, nên nó sẽ quay đầu tiên. Cái này sẽ chuyển đây, cái này quay 3. Cái này quay 2. Cái này quay 1. Ok. Mở bằng dấu vân tay.
Cái này là dạng như cái công tắc nãy mình lắp vô cái hộp ở trên tầng trên đó. Nhà hiện đại quá ha, có sự cố điện, cái đã đóng cửa rồi này. Cứ đi vòng trên nha. Nước màu xanh là sao đó, nó sẽ bật cái thứ gì đó ở bể bơi. Ở đâu có cái tam giác gì vậy, nó mới trồi ra từ cái chỗ đó hay gì đó. Cái điện thoại để làm gì? Mèo nó ăn cá nãy giờ rồi, vẫn còn thiếu một miếng. Thiếu một cái con mắt ở đây nữa không có gì để làm ở đây nữa. Này đã khởi động rồi. Điện thoại đâu liên quan gì cái này. Bí rồi anh em ơi, tới đây là cùng đường rồi. Những chỗ này vẫn chưa mở được. Đập bàn đấy, giữ kẻ chi nữa. Một cái tam giác, một cái con mắt đỏ, một cái dấu vân tay.
Cái tam giác cuối cùng là nó nằm dưới cái hồ bơi rồi. Mảnh thủy tinh này cũng không nhặt được nó. Cái phiểu này để làm gì ta, không lẽ vô nhà vệ sinh thọc xuống. Ok, vãi đái con game. Bắt tôi đi là hút bồn cầu. Ủa nhà này nó ỉ ở đâu? Nó không có chỗ này luôn. Nãy tôi nhìn có thấy cái toilet không? Cái gì? Sàn ô mà anh làm căng quá. Ủa lại ai, nó sao từ dưới đây nó nhảy lên đây được? Dạ. Đủ đáng. Nên hay không? Từ cái lúc mà Covid tới giờ là trí nhớ cực kỳ kém luôn. Anh em không giảm. Nên hay không? Nãy giờ nhầm hoài. Lên hai ô đây. Ủa làm gì đó? Này là hai cái tam giác nè, giờ mới đáng lý ra mở cái tủ bưu điện á. Vẫn thiếu miếng chính giữa đâu không? Không đủ rồi. Cái viên ngọc rồi làm gì? Lên xe đi về hả? Holy shit, nhìn này ra sao không biết. Tại gắn đây. Tôi không thấy phím nào không vậy? Tôi nhìn thấy mất tiêu mà cái ánh sáng rồi.
chắc phải nhìn cái dưới nè, nó bị lỗi cái đồ họa rồi. Không nhìn thấy cái phím nó có nhớ quá. 1, 2 nè, 4 nè, 1, 2, 4, 4, 7, 8. Để đầu 8, 7, 8, 7, 6, 2, 1. Tám bảy sáu hai một, cho nó lỗi đồ họa mới tiêu mấy cái nút phím ở đây luôn rồi đó. Còn thêm một căn phòng nữa vậy. Đặc vụ A, đặc vụ B, còn lại mấy đặc vụ kia. Không biết, không biết. Nói chung là mình có chỉ đệ đó. Cái này có gợi ý gì không ta? Em Ruby là chuyên gia thịt mấy em đặc dụng. Chữ nhiều quá, biến đọc quá. Đọc nó không hiểu gì hết. Cắm vô cái lỗ USB nè. Dạ hát. Rồi chơi mà kiểu lít chuột à. Đồ phản xạ à. Cái màn hình có 60 hẹt à. Dạ rồi con bắt chơi cái này nữa. 31185. Cái này có Python đúng không? Không không không, code giống như PHP vậy. Có giống mạch nhọn, Python nó xảy ra lắm. Một cái thuốc nổ C4. Give up now, Agent A. Trying to catch me never ends well for secret agents. Dán thuốc nổ lên này lấy cái điện thoại kích hoạt. Chín hai một chín tám một. Cái là số điện thoại của nó gì vậy? Trong hay ngoài đó? Nãy tôi nhớ đi trong mà. Ngoài ở trong chứ. Game rất là hay nha, yếu tố logic rất là đủ luôn. Mình phải vừa kết hợp các vật liệu, vừa phải quan sát và khám phá luôn. Không thể tin được con game này nó còn có mười mấy ngàn cái gì, mấy ngàn hay là mười mấy ngàn nữa. Xong chương 2 phải không ta? Xuống đây tôi nghĩ chúng ta bắt đầu chương 3. Agent A, I'm in. Đồ họa nó bị cái lỗi trên giữa này anh em nhìn thấy không? Bao nhiêu cái cửa vậy? Vãi thiệt. Còn hơn đúng gích chơi bạch đó. You are quite fond of your boss, weren't you? Well,
Maybe if you're lucky, you'll see him sooner than you think. Au revoir, Agent A. Oh, and one last thing. I've left you a little surprise. Một món bất ngờ cho mình, bất ngờ nhỏ nhỏ gì đây? Bấm. Rồi, tập vụ A đã kết thúc tại đây. Ok, chúng ta xong hai chấp đầu. Thì hôm nay ngừng đây thôi. Nói chung là game hay thú vị đó. Tổng cộng là 5 chấp thôi. Tới đây thì tôi không biết là Gadis hay là nó có thêm nữa. Thì nhìn chung nó đi được 40% chặng đường rồi đó. Thì hai ba chấp cuối này tôi nghĩ nó sẽ độ khó cao hơn rất nhiều. Nên cũng phải 2 đến 3 lần nữa mới chơi xong. Rồi ok, cảm ơn anh em. Thì đây là game này đây. Con này tên là đặc vụ ai? Cuộc đuổi giả mạo. Game rất rẻ nha. Còn là 20 ngàn à. 19 ngàn à. Giảm giá tới ngày 13 lắm. Thì con Logic kia bạch của tôi cũng giảm giá đến ngày 13 như này luôn. Game dạng phone nít đồ họa thì tôi thấy nó hơi tệ tí. Nhưng mà nhìn chung rất là chất lượng. Hiện tại tôi đã giải được con này, 1 con, 2 câu, 3 câu, 4 câu, 5 câu. Ít nhất tôi chế giải được 5 câu trong tấm hình này rồi. Còn rất là nhiều thứ để khám phá, game for English rất hay, đơn giản. Anh em nhìn mấy câu đố nó đơn giản chỉ đó, nghĩ ra cũng một vấn đề hơi bị đau đầu đó, chứ không phải là dễ dàng đâu. Người thiết kế câu đố nó khó rồi, người chứ nhưng mà giải được câu đố nó cũng phải khó theo. Mình phải đóng vai cả hai luôn. Nên tôi chơi game này chủ yếu là tìm kiếm ý tưởng. Dạ cô. Đây con game này nữa cũng còn 19 ngàn à. Họ chỉ có 2 game thôi. Con này cách đây 3 năm, con này cách đây là 4 năm, con này cách đây 2 năm. Giá game rất là thoải mái luôn. Dạng phone rất dễ đố luôn. Thì chắc tôi cũng sẽ mua game này thôi. Chọc tổ ong chi với ông cụ. Con này thì cái animation nó nhiều hơn, nhưng mà cái góc nhìn nó lại là dạng top down. Được, đánh giá là không bằng con game nãy. Con game nãy nói về cái đề tài mặc dù là nên nó rất là hot. Con này nhiều người nhìn ở ngoài thì đâu nghĩ đến gì ấy đố. Anh em nhìn tấm hình này anh em nghĩ là một con game phiêu lưu khám phá hơn. Thì nó cũng có một tí yếu tố đó. Được rồi, tôi sẽ mua con game này luôn. Nó là gớt vào bếp Muda nè. Cái tam giác quỷ nổi tiếng. Rồi ok, hello anh em. Bye bye anh em luôn. Chủ đề game đây. Vẫn mơ ước một ngày có thể làm được con game như vậy.